Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Và tiếp tục đây sẽ là một video liên quan tới Black Shark Hero. Đó chính là so sánh giữa một con máy chuyên chơi game và một con máy chuyên công việc. Tại sao hai con này với nhau? Tại vì mình thấy rằng là hai con này đều có một cái chuyên nhất định. Và thứ hai là đều có hai cái nút bấm để chụp ảnh các bạn ạ. Rất là thú vị. Mình sẽ cùng test qua về một số thứ liên quan tới hai con máy này. Và cụ thể là gì sẽ vào video với mình nhá. Đầu tiên là phải nói hai phụ kiện đi theo. Một con thì đút được vào trong máy, còn một con thì bạn sẽ phải bỏ một chỗ vào trong túi quần để bạn cầm theo. Thì mình đánh giá là Note 9 tiện lợi hơn ở cái phần này. Bây giờ thì có một cái tính năng cả hai máy đều có, đó chính là bấm nút để chụp ảnh. Con này thì bạn sẽ bấm cái nút LB ở trên, cảm giác như bấm lựu đạn ấy. Còn Note 9 thì bạn sẽ bấm cái nút ở trên máy như thế này. Và bây giờ mình sẽ thử dí cái mặt mình vào để cho nó chụp nhá. Nào, xem cái nào nhanh hơn này các bạn này. Wow. Như vậy rõ ràng là Black Shark nhanh hơn hẳn luôn. Đây mình lại này. Bên này nhanh hơn hẳn các bạn, nhanh hơn hẳn, nhìn thấy rõ so với Note 9. Không hiểu tại sao mà Note 9 chụp lại chậm hơn. Bây giờ mình sẽ thử cam sau nhá. Cam sau sẽ là đen xì bởi vì mình đặt úp xuống bàn chả có gì cả. Nào, bên nào nháy trước là biết này. Vẫn là Black Shark nhanh hơn. Các bạn để ý nhá, cái biểu tượng bên này nó to ra này là nó đã chụp rồi, còn bên này một tí mới được. Ôi từ mình ấn nhầm rồi. 1 2 3. Đó. Như vậy là bên này chụp sau một ít. Bên này chụp trước, thời gian bên này nhanh gấp đôi so với lại bên này. Chúng ta cùng nhau xem lại những cái ảnh vừa rồi mình chụp một chút nhá. Thực ra mình xem lại ảnh cho vui thôi chứ mình cũng biết chất lượng chụp ảnh con nào nó hơn rồi các bạn ạ. Nhìn như kiểu cầm lựu đạn luôn, mình thể không khác một tí nào. Đây, chúng ta cùng nhau xem lại này. Ui, thật không thể tin được, mỗi một điều kiện cho một kiểu khác nhau. Ở trong điều kiện này thì mình thấy rằng là có vẻ như Note 9 đang hơi bị thua. Nhưng mà nhìn ảnh bên này hai bên lệch nhau này. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái này là do mình chụp điều kiện có vấn đề. Bởi vì lúc nãy mình test ấy, thì mình thấy rằng là bên Note 9 cam trước chi tiết hơn so với lại là Black Shark. Note 9 chỉ một cái dở là khi bạn bật cái tính năng làm đẹp thì trông rất là buồn cười thôi. Còn đối với cam sau của máy nãy mình đã chụp qua rồi. Đây là về cam sau. Đấy thì các bạn nhìn là rõ luôn bên nào hơn bên nào. Mình cũng không đánh giá nhiều vấn đề cam. Tại vì dù sao thì hai chiếc máy này chênh lệch với nhau tầm tiền nó cũng khá là lớn. Và thứ hai là màn hình của hai máy này mình không đảm bảo là chất lượng giống hệt nhau, mặc dù đều là màn hình AMOLED. Bây giờ đi luôn là bài test chính của chúng ta, là bài test về hiệu năng. Mình sẽ tiến hành reset cả hai con máy này lại để đảm bảo hiệu năng tốt nhất cho cả hai máy. Và tất nhiên là tắt hết đa nhiệm. Sập hết đa nhiệm này. Sập hết này. Ok, giờ mình sẽ tắt đi bật lại nhá. Và ok, bây giờ mình đang khởi động lại hai chiếc máy này. Chúng ta cùng nhau đợi khởi động xong rồi sẽ đi test xem thế nào các bạn nhá. Và thật sự thì cũng rất là thú vị khi mà ngày hôm qua mình lại có thể mượn được con máy này từ Clickbuy về để hôm nay có quả so sánh các bạn. Mình cũng ít khi đi làm cái so sánh ở này lắm, nên là có cái gì mà còn thiếu sót các bạn, ok bỏ qua cho mình. Và như các bạn thấy rằng rất là hay khi mà Black Shark bật lên trước so với Note 9 luôn. Wow, mình cũng không nghĩ là bật lên nhanh như vậy đâu. Bây giờ mình sẽ vuốt vào để mở khóa nhá. Đấy, vừa khởi động lại xong máy nào cũng như tờ giấy trắng luôn. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đi vào chế độ game mode của máy này, bắt đầu test. Nào, gạt một cái này. Ôi, xịn sò luôn. Shark Space đẹp ơi là đẹp. Ok, giải phóng RAM rất là đầy đủ. Máy này thì cũng không có gì cả. Ok, và mình sẽ bắt đầu test từ game Fortnite nhá. Đây là một tựa game mình thấy rằng được ôm lên trên Samsung khá là sớm. Nào, 1, 2, 3. Liệu là chip Exynos được tối ưu tốt cho game này hay không? Đây là một cái điểm mình rất quan tâm. Nhưng mà như các bạn thấy là khi mới vào thì chúng ta đã thấy bên Snap 845 load nhanh hơn hẳn. Hay có thể là do Black Shark đã tối ưu phần này khi mà không bị khoảng trễ đầu. Mình thấy Android hay bị khoảng trễ đầu, nhưng các bạn có thấy tự nhiên mới vào phát trễ một tí xong nó mới chạy. Không hiểu tại sao lại như thế. Snap 845 mặc dù cái chuyển cảnh vừa rồi chậm hơn nhưng mà mình thấy rằng vẫn loading nhanh hơn. Load nhanh hơn hẳn luôn, các bạn thấy không? Bên này chưa vào, bây giờ load gần xong rồi. Và ok thì như vậy kết quả thắng của cái game này là thuộc về chip Snap 845 của chúng ta trên chiếc Black Shark Hero. Hay là Hello, mình chả biết đọc, toàn đọc là Hero như nó hay. Thoát ra nhá. Nào, vuốt từ dưới vuốt lên để thoát này. Em này thì ấn vào đây thôi. Tiếp tục ấn tượng game thứ hai của chúng ta là PUBG Mobile. 1, 2, 3. Các bạn nhớ cho mình để so sánh tại sao mình lại đem ra. Tại vì một cái là chuyên cho công việc và một cái chúng ta sẽ là chuyên để chơi game. Nên mình ôm so sánh thử với nhau xem là liệu thì chuyên chơi game nó có nhanh hơn chuyên công việc quá nhiều hay không.
đấy, để cho các bạn có cái sự so sánh tổng quan nhất, có cái góc nhìn đầy đủ nhất về chiếc điện thoại, chứ không phải là so sánh tầm tiền hai con này lệch nhau với các bạn thế này thế kia nhá. Mình biết tầm tiền lệch nhau rồi, thế nhưng mà vẫn có những cái chuyên để cho mình đem ra so sánh. Ok, và như vậy thì Snap 845 lại vào trước. Exynos vẫn đứng đằng sau lắm, buồn lắm. Rồi, không lốt nữa, lốt vậy thôi. Lốt nhiều thì vẫn thua à? Tiếp tục là đến Mortal Kombat X. Nào, 1, 2, 3. Ồ, game này có vẻ vào gần hơn này, nhanh hơn này. Mình cảm giác bên này đã không bị cái độ trễ lâu những game trước. Nhưng mà nhìn là mình vẫn đoán vào sau rồi các bạn. Ok, vào sau rồi. Tiếp tục nhá, mình sẽ đến tựa game tiếp theo. Ồ, vẫn có tiếng luôn à? Vẫn chạy song song game cũ luôn. Nào, Asphalt 9, 1, 2, 3. Nhưng mà đúng là màu sắc thì mình thấy rằng là nhìn trên Note 9 vẫn sướng hơn. Đấy, để cho các bạn là bạn nào có nhu cầu test cũng nên test thì Note 9 nó nhìn xuống dưới Black Shark. Ok, với game này thì Note 9 vào trước. Rất là tuyệt vời. Cuối cùng mình thấy Note 9 thắng được một game. Đỡ buồn các bạn, bỏ tiền ra mua không thắng được game nào, chán lắm. Free Fire nào, 1, 2, 3. Ô, mình tưởng là mình không ấn trúng Free Fire cơ, không ngờ là mình nhấn trúng rồi nhưng mà nó chưa vào. What? Từ từ, vào sau, nhưng mà lại xong trước. À, thú vị nha các bạn, bắt đầu mình thấy có điểm thú vị ở đây rồi đấy. Death Trigger 2 nào, đây là một game khá là huyền thoại, 1, 2, 3. Đồng thời quá nhở, mình không nhìn được. Gần như game này đồng thời luôn, thì coi như là bằng nhau các bạn nhé. Như vậy thì nãy giờ của chúng ta Note 9 cũng ăn được hai tựa game là Asphalt 9 và cái này, còn đối với lại Black Shark thì ăn được 3 game rồi. Và Death Trigger thì bằng nhau đến Odyssey. Game này nhìn kiểu thơ mộng đẹp lắm, 1, 2, 3. Bên này có cái dấu hiệu nhỏ nhỏ gì trước này. Có vẻ như game này thì cũng tương với game kia thôi, tức là hai máy gần như là bằng nhau, khi cái này nhanh hơn, khi cái kia lại nhanh hơn. Cái vấn đề này nó hơi khó, chúng ta ok cho là cái này bằng nhau các bạn nhá. Liên Quân nào, 1, 2, 3. Đây là tựa game kiểu quyết định, nhiều anh em rồi chơi game này lắm, nên là mình quyết định là phải vào thử. Wow, Tencent game, Tencent rồi phủ quá lớn rồi, kinh khủng. Đúng là bên này mình bảo rồi, ăn cái rớt update kiểu gì ấy, mặc dù mình đã vào trước rồi nhưng mà vẫn cứ bị như vậy. Ok, như vậy thì rõ ràng phần thắng trong toàn bộ cuộc thi này thuộc về chiếc máy chuyên chơi game của chúng ta, Black Shark Hero. Máy đã thắng nhiều tựa game hơn so với lại Note 9, một chiếc máy chuyên công việc. Còn về màn hình thì các bạn thấy rồi đó, màn hình của Note 9 nhìn có vẻ ổn hơn, nhìn ưng mắt hơn. Có thể là đây góc nhìn của mình nhá. Còn với các bạn thì các bạn hãy bình luận dưới cái phần bình luận của chúng ta để mình biết ý kiến của các bạn như thế nào về hai con máy này. Và liệu rằng là các bạn có muốn mua chiếc máy này về để chơi game hay là không? Và các bạn có muốn mình mượn thêm con máy gì về không? Phần bình luận nhá. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Hẹn tắt đi nhá. Ok, chào các bạn.